Tiếp theo kính mời chư quý vị nghe phần chánh văn. Lời thầy dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình bác ái góp tôm, trong bá gia tìm đạo quá mồm. Thôi già thế ước mong đời thành, lược giải từ câu 169 đến hết bài. Để kết luận bài Sa Đéc, Đức Tôn Sư Phật Giáo Hòa Hảo nhấn mạnh rằng lời thầy dạy trong đây thật là cặn kẽ. Bao nhiêu tình bác ái nhủ khuyên ngài đã dành sẵn đều tóm góp vào đây. Trên đường phiêu lưu độ chúng, ngài nhận thấy nam nữ tu hành tìm đạo khá khổ nhọc, vậy bốn đạo chớ nản lòng. Viết đến đây, ngài giả biệt mọi người và cũng ước mong cho tất cả sống cảnh thanh bình thành thái. Chú thích: cặn kẽ là kỹ lưỡng tỉ mỉ, bác ái, bác là rộng lớn, ái là yêu, lòng thương yêu rộng lớn. Đức thầy có câu: bác ái xả thân tầm đạo chánh. Bá gia là trăm nhà, ý chỉ mọi người. Ước mong là mong muốn được như ý. Quá mòm là quá kiệt sức, mòn mỏi.